Theo thống kê của các nhà mạng, trong 5 ngày, kể từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 6, hơn 1 triệu tin nhắn ủng hộ đã được gửi đến tổng đài 1408 để ủng hộ vào quỹ vaccine. Cũng theo báo cáo mới nhất của Ban Quản lý Quỹ Vaccine Phòng chống COVID-19, tính đến trưa qua, quỹ đã nhận được từ hơn 231.400 tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp với tổng giá trị 4.168 tỷ đồng đã bao gồm ngoại tệ quy đổi. Ngoài ra còn có hơn 3.252 tỷ đồng nhà tài trợ đã cam kết nhưng chưa chuyển tiền. Như vậy, tổng số tiền một quỹ vaccine phòng COVID-19 sẽ nhận được tính tới nay là hơn 7.420 tỷ đồng.